Alo. Dạ nghe cô ạ. Dạ nghe cô. Rồi, mình làm phiếu cái tổng hợp nha. À, mình trong kỳ mình mua hàng, mình làm phiếu chi á, mình đã mua hàng mình làm phiếu chi rồi, tức là hàng hóa mình đã nhập vô rồi, nợ 156 có 11 rồi. Đúng không ạ? À? Đó. Chúng ta mua hàng. Đúng không ạ? À? Ở đây. Ta mua hàng, phiếu lập phiếu chi thì chúng ta mua hàng lập phiếu chi rồi, chúng ta làm này rồi nè. Đúng không ạ? Chúng ta thu tiền. Cô cho xem màn hình. À, đây, chúng ta nhìn lại sơ đồ ha. Chúng ta thu tiền, chúng ta đã làm cái bút toán này. Tức là chúng ta thông qua thu tiền là chúng ta đã có ghi nhận doanh thu. Đúng không ạ? Chúng ta đã ghi nhận doanh thu rồi. Chúng ta chi tiền thì tất cả các nghiệp vụ mà phát sinh á, ở đơn vị á, liên quan đến chi phí, liên quan đến hàng hóa thì tiền liên quan đến là gì? Một là tiền mặt, hai là tiền gửi ngân hàng. Thì chúng ta thông qua thu chi, tiền kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, chúng ta đã ghi nhận hết tất cả nghiệp vụ phát sinh của đơn vị. Được không ạ? À, thì chúng ta đã làm những bút toán này rồi. Đúng rồi, vậy thu chi là chúng ta đã làm phần Rồi lớn. cô ơi, cô ơi. Sao? Màn hình Alo? nó nhỏ xí rồi cô, em thấy gì á. Vậy À, được dạ, chưa? dạ thấy rồi. Ok. Rồi. Vậy là thông qua thu và chi, gần như chúng ta đã ghi nhận hết những nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Đúng không ạ? Còn những nghiệp vụ còn lại phát sinh tại doanh nghiệp mà không có qua thu chi thì chúng ta phải tự là chúng ta nhớ để chúng ta làm, thì đó là những bút toán, là bút toán điều chỉnh. Cô ví dụ gì? Khấu hao nè, đúng không ạ? À, khấu hao nè, kết chuyển thuế giá trị gia tăng nè, đúng không ạ? Những bút toán đó là những bút toán mà không có liên quan đến thu chi. Thì những bút toán thường là cuối tháng chúng ta làm. Đây, ví dụ những bút toán là kết chuyển cuối tháng, là những bút toán mà kết chuyển giữa các tài khoản, qua tập hợp qua tài khoản chi phí, tập hợp qua tài khoản là xác định kết quả kinh doanh, và những cái tài khoản là gì, trích khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, vân vân. Thì những bút toán đó gọi là những bút toán điều chỉnh vào cuối kỳ để chúng ta tập hợp và xác định kết quả kinh doanh. Được không ạ? Rồi. Vậy thì là chúng ta sẽ qua phần đầu tiên nha, chúng ta sẽ qua phần đầu tiên của phần à, đó là chúng ta làm cái xuất kho, tức là trong kỳ chúng ta đã mua nợ 156. Nợ 156 và có 11. Chúng ta đã ghi doanh thu rồi nhưng mà chúng ta chưa có ghi nhận giá vốn chỗ này. Đúng không? Ghi nhận giá vốn cái này. Do đó bây giờ chúng ta phải ghi những nghiệp vụ là gì? Xuất trong kỳ để tính giá vốn của nó. Đó là ghi nợ 632 và có 156. Thì những bút toán đó chúng ta sẽ ghi lại đây, nó là thông qua cái phiếu xuất kho. Thì chúng ta sẽ ghi nợ 632 và có 156, những bút toán này đây. Được không ạ? À? Suối yêu cầu là bao nhiêu đó, thực xuất bao nhiêu đó, đơn giá và chúng ta thành tiền. Được không ạ? À? Vậy thông qua phiếu xuất kho này, chúng ta sẽ ghi nhận nha, ghi nhận cái giá vốn. Đồng thời là chúng ta ghi nhận cái phí xuất của cái máy chấm công. Chúng ta mua máy chấm công, tôi ghi nợ 153 rồi đúng không ạ? À? Nhưng máy chấm công này sử dụng cho nhiều kỳ nên khi xuất ra thì chúng ta sẽ ghi nợ 6, xin lỗi, nợ 242 và chúng ta sẽ ghi có 1553. Được không ạ? À? Đó là cái thứ hai đối với trường hợp là công cụ dụng cụ. Đúng không ạ? À? Ok. Khi chúng ta đã làm nó rồi thì nó có thêm một cái phiếu nữa là phiếu phân bổ chi phí internet của bộ phận lưu trú. À, bộ phận lưu trú, tức là bộ phận lưu trú thì mình đã phát sinh đó là cái chi phí internet mình đã đưa vô phần mà 242 á, thì bây giờ cái này là đầu kỳ á, nó còn phải 242 đầu kỳ á, thì mình sẽ chuyển một phần của 242 chi phí về internet của phần lưu trú mình chuyển qua 6277. Được không ạ? À? Cái này là số dư của 242 đầu kỳ nè. Được không ạ? À? À, thì chúng ta sẽ kết chuyển một chút, chúng ta sẽ coi phân bổ công cụ nữa. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ phân bổ cái chi phí kiểm định thang máy là nợ của tài khoản 627 và có 242. Vậy bây giờ chúng ta đang làm những bút toán. Thứ nhất là nợ 632 có 1556, những bút toán công cụ trong kỳ. Nếu đưa thẳng chi phí thì chúng ta đưa thẳng chi phí. Còn nếu mà là phân bổ nhiều kỳ thì chúng ta ghi nợ 242 và có 153. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển tiếp từ 242 nha, 242 qua tài khoản là gì? À, qua tài khoản là chi phí, à, tức là nợ chi phí và có 242. Làm những bút toán này nè, đó, cuối tháng nè. Được chưa? Nè. Phiếu kế toán là những phần chúng ta định khoản ha, rồi phân bổ công cụ, chi phí về công cụ dụng cụ.
của là 627 giờ n 242 của hồi nãy chúng ta, cái máy chấm công chúng ta đưa vô nữa đó ha. Thì đây chính là bảng chi tiết, bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Rồi những cái phiếu kế toán là dựa trên phiếu này đây. Sẽ cắt nó ra. Đây. Đúng không ạ? Đây là bảng phân bổ, bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Nha. À, thì chúng ta sẽ thấy nè. À, máy chấm công là chúng ta mới mua. Đúng không ạ? Bàn vi tính ha. Rồi nệm vân vân. Thì chúng ta đã bắt đầu là chúng ta đã ghi vô 1 năm 53 rồi. Thì bây giờ là khi mà chúng ta mua này có số lượng đơn giá đây thành tiền đây, thời gian phân bổ là 24 tháng hết. À, 242 thì quy định là không quá 2 năm các bạn ha, nên là phân bổ 24 tháng thì mỗi tháng nó sẽ là bao nhiêu đây? Thì số tiền phân bổ của tháng 1 là bao nhiêu đây? Thì đây nó sẽ có cái tổng số tiền phân bổ của tháng 1 và tùy là có cái tài khoản tương ứng à, giá trị đến còn lại. Thì đây là bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Đúng không ạ? Dựa trên bảng này bắt đầu người ta mới tiến hành là người ta ghi cái bút toán phân bổ ha. Ví dụ như cái phiếu này nè, phân bổ công cụ dụng cụ bộ phận lưu trú nè, ghi 3138905 là nó dựa trên cái này. Đúng không? Để bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Rồi, tiếp tục mình sẽ có thuế môn bài. Đúng không? Thuế môn bài, mình đã nộp thuế môn bài ở trong kỳ thông qua cái tài khoản. À, trong kỳ mình đã nộp thuế môn bài ở đây. Các bạn. À. Thuế môn bài là 3368 mấy đó. Cô không nhớ là mấy nữa nên cô ghi hết đây đi. Ok. Mình nhớ là mình nộp về ở trên là tiền thuế môn bài đúng không ạ? Tiền thuế môn bài nè. Đúng không? Mình đã nộp thuế môn bài rồi, mình nộp về cho cấp trên, cho văn phòng cấp trên và cấp trên đã mang đi nộp cho mình. Thì mình đã ghi nợ thuế, ghi tiền nộp thuế môn bài rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển thuế môn bài đó vô chi phí. Đúng không ạ? Chúng ta xem cái sơ đồ hạch toán ha. Thuế môn bài. Đúng không ạ? Thuế môn bài chúng ta đã ghi nợ về công ty rồi, 3368278 thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nợ chi phí và có 336828. Đúng không ạ? 278. Đó, do đó là tại sao chỗ đây á nó có bút toán là nợ tài khoản là 6278 và có 336808278. Được không ạ? Trong kỳ chúng ta đã nợ về cấp trên nhờ cấp trên nợ. Đúng không ạ? Vậy thì giờ thuế môn bài được phép đưa vào chi phí nên chúng ta chuyển vô chi phí. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm những toán để tập hợp doanh thu chi phí cho nó đầy đủ để chúng ta xác định kết quả kinh doanh ha. Rồi tiếp tục đến phần là trả lương. Đúng không? Phải trả lương thì trong kỳ chúng ta đã hạch toán lương rồi, nợ tài khoản là 334 và có là 11 thì bây giờ chúng ta sẽ nợ chi phí và có tài khoản 334 được không ạ? À? Thì ở đây người ta có tách riêng ra à, trực tiếp là nhiêu và gián tiếp là bao nhiêu. Đúng không ạ? Bộ phận lưu trú này, khi chúng ta chi ra thì nó có tách riêng là trực tiếp với gián tiếp. Thì trực tiếp chúng ta đưa vô 622, gián tiếp chúng ta đưa vô 627. Mà lưu ý ha, trong tài khoản 627, lưu ý giúp cô 627. Ở đây chi tiết ra, cô nhắc mấy đứa rồi ha. Luôn luôn tài khoản 627, 641, 642 thì cái đuôi là 1 á, luôn luôn là tiền lương. Do đó mình phải đổi đúng cho là 627, 71 nha, là lương. Đúng không ạ? Còn 2 sẽ là vật liệu, 3 là công cụ. Đúng không ạ? 4 là khấu hao. 7 là dịch vụ bằng tiền, 8 là dịch chi phí bằng xin lỗi, 7 là dịch vụ mua ngoài, 8 là chi phí bằng tiền. Do đó chúng ta phải bỏ đúng vô đó là 62771. Được không ạ? Cho từng bộ phận.
Rồi tiếp tới qua đây. Được không ạ? Là tiền tiền lương ha, phải trả tiền lương. Rồi. Đến tiền ăn giữa ca, trong kỳ mình có chi tiền ăn giữa ca đúng không ạ? Tiền ăn giữa ca thì mình cũng chuyển tiền ăn giữa ca nợ chi phí. Đúng rồi, nợ chi phí và có tài khoản là 334122. Được không ạ? À, trong kỳ mình đã có chi nè. 334 mình đã chi, mình nhớ có cái phiếu chi á, phiếu chi số mấy đó. À, để cô coi coi. À, chi nè. 334 ha. Cô tìm được chữ 334. Chi tạm ứng lương của bộ phận lưu trú, đúng không ạ? Chi phí an toàn vệ sinh viên, chi phí lương kỳ 1, chi hậu tiền thưởng Tết âm lịch, lương kỳ 2, tiền ăn. Đúng không ạ? Tiền ăn thì trong tiền ăn này mình nhớ là cái chỗ này là tiền ăn giữa ca nè, 334121 nè. Đúng không ạ? Còn 33411 này là tiền lương của các bộ phận. Còn cái này là tiền ăn giữa ca 9.6 này, nhớ không ạ? Cái chỗ mà 800.000 mà nhân 12 người đó. Đúng không ạ? Là 9.6. Thì phần 9.6 đó thì mình sẽ chia ra. Trong đây 7.2 là của bộ phận trực tiếp, đúng không ạ? Còn phần còn lại thì người ta sao ta biết trực tiếp gián tiếp, thì ở đó nó có cái bộ phận ở trên, tất cả những người nào á, từ cái đoạn ở trên xuống á, là bao nhiêu người là trực tiếp, còn phần còn lại như là 8, 3 người còn lại là bộ phận gián tiếp, là bộ phận quản lý, đúng không ạ? Thì ở đây người ta sẽ tách ra cho mình là 7.2 là bộ phận những người đó là trực tiếp, còn phần còn lại là bộ phận quản lý, thì đưa vô 6277, 6277 còn trên là 622. À, tương ứng như vậy. Các bạn lưu ý là cái phần này ha. À, đó, cái chỗ này nè. Nè, bạn nhớ ha, tiền ăn giữa ca này 9.6 nè, đúng không ạ? Thì trong đây nè, ba người này là bộ phận quản lý nè, nên đưa vào tài khoản 627. Còn 8 người còn lại thì đưa vô là bộ phận là trực tiếp sản xuất là 622. Còn lương cũng vậy ha, lương thì chi lương là vậy đó, nhưng mà khi chúng ta chuyển lương qua tài khoản thì chúng ta phải chuyển trực tiếp để vô trực tiếp, gián tiếp thì vô gián tiếp. Okay. An toàn vệ sinh viên cũng vậy, an toàn vệ sinh viên thì mình chuyển qua tài khoản 627. Yeah. An toàn, cái này chúng ta để lại cái phiếu để cho mình nhớ ha. Cái này phí an toàn vệ sinh viên của ông Phạm Hữu Chính này nè. Ông này hôm trước cô giảng là ông vừa làm nhân viên mà ông vừa đảm bảo an toàn vệ sinh luôn á. À, thu hộ, chi hộ tiền thưởng. Mình nhớ mình có bút toán là chi hộ tiền thưởng Tết, đúng không ạ? Ở đó quyết định mà công đoàn viên, đoàn thanh niên, người lao động nữ gì đó, đúng không ạ? Thì bây giờ mình đã chi rồi, thì bây giờ mình chuyển ra vô tài khoản là 334, đúng không ạ? Chúng ta chuyển qua tài khoản nợ tài khoản, tại vì do mình phải thu, đúng không ạ? Nợ mình phải thu cho mình chi hộ thôi, nên là mình sẽ ghi là nợ 1368 và có tài khoản là mình không đưa vào chi phí vì mình đang là chi hộ thôi, đúng không ạ? Mình chi hộ nên mình sẽ ghi là nợ tài khoản là 1368, chứ mình không đưa vào chi phí ha. Thường là chi phí lương mình sẽ đưa vào chi phí, nhưng do mình chi hộ, thu hộ, nên bây giờ mình chuyển sang khoản này, khoản phải thu lại, mình sẽ thu tiền lại bên kia. Do đó tại sao chỗ này là 136822, chứ không phải là tài khoản chi phí. Rồi, sau đó là mình kết chuyển các khoản, cấn trừ các khoản thu hộ, chi hộ. Được không ạ? Cấn trừ các khoản thu hộ, chi hộ, thì mình lưu ý chỗ này. Khoản chi hộ, đúng không? Các khoản chi hộ mình ghi nợ nha, tất cả các khoản ha, thu hộ chi hộ là tiền lãi gì vân vân ha, thì mình kết chuyển, mình sẽ cuối kỳ mình phải kết chuyển ha, kết chuyển cái phần cấn trừ khoản này, được không ạ? Mình cấn trừ giữa 136 với 336 để cấn trừ công nợ nha. Những khoản nào mà thu hộ chi hộ dùm á, thì mình sẽ chuyển thành, mình bản thân là thu hộ chi hộ thì mình không đưa vào chi phí mà mình sẽ đưa vô là phải thu. Ngược lại thì ở trên, ở chi nhánh nó sẽ coi như là phải trả. Thì sau đó mình sẽ cấn trừ giữa phải thu với phải trả, để mình coi tổng, coi hai bên là nợ với nhau là bao nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ như mình sẽ có tiền thưởng, là tiền thù lao, ban kiểm soát, tiền ốm đau, bảo hiểm nè, đúng không ạ? Thì khi mình chi á, mình ghi nợ 334 và có 11, đúng không ạ? Mình chi cho những đối tượng này, thì bản chất cái này là khoảng là 334, thì mình ghi nợ 334, được không ạ? Giống như mình là chi hộ nãy, tiền khen thưởng đó, đúng không ạ? Cho đoàn viên, đoàn thanh niên vân vân á, thì mình ghi nợ 334, vì bản chất là lương thì chúng ta ghi 334. Nhưng bình thường nếu mà mình chi á, thì mình sẽ ghi nợ của tài khoản chi phí và có 334 ngược lại, đúng không ạ? Bút toán này chúng ta sẽ ghi vào cuối nè, đúng không ạ? Bút toán này nè, chúng ta sẽ ghi vào cuối tháng nè, đúng không ạ?
Nhưng mà do là mình chi hộ nên là mình sẽ không đưa vào chi phí nữa, mình sẽ chuyển cái này thành là 136. Đúng không? 136. Và cuối kỳ chúng ta sẽ cấn trừ giữa 136 với 336. Hiểu không ạ? Đó. Đó là tại sao mình chỗ này là mình không đưa vào chi phí mà mình sẽ là đưa vô 136, sau đó cuối tháng mình sẽ cấn trừ giữa khoản thu hộ với chi phụ này đi. Ok. Rồi. Xong đó mình khấu trừ lương. Mình trong kỳ mới chi lương thôi. Mình nhớ cái bảng lương của mình ha. Các bạn nhớ cái bảng lương của mình trong kỳ là bảng lương mình vậy. Bảng lương mình vậy. Mình mới ghi là chi lương thôi. Đúng không? Nợ 334. Nợ 334 và có 11 cái cục này 26.455.300. Đúng không ạ? Nhưng mà còn cái phần trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiêu mình chưa ghi. Đúng không ạ? Rồi mình phải ghi nợ tài khoản chi phí và có 334 là cục này nữa đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng ra là chúng ta phải ghi nè. Cô ví dụ như cái bảng đó đi ha. Rồi, cô ví dụ như là cái tờ này đi. Nếu như gặp bảng thanh toán lương này, các bạn phải hạch toán làm sao? Có phải là nợ chi phí, nợ 622, rồi nợ của tài khoản là gì? 6271, đúng không ạ? Có của 334, đúng không ạ? Có 3341 ha, viết cho chính xác luôn, 3341 sẽ là nhiêu? 27465, 400 đúng không ạ? Dựa trên cục tổng lương nè, đúng không ạ? 27465 400 đúng không ạ? Ví dụ như đây thì là còn trên nét này đi mà 25 đi cộng hàng này cộng lại nè, ví dụ cô cho này là 20 đi, còn phần còn lại là 27 đi, 7 copy như vậy hai đồng rồi đúng không ạ? Cô giả định vậy đi thì cộng lại phải là như vậy. Đúng không? Tổng lương thì chúng ta sẽ đưa vô chi phí sẽ là 27465400. Nhưng thật ra thì mình phải trừ bảo hiểm xã hội nữa đúng không ạ? Mình còn trừ bảo hiểm nữa, mình mới ghi hạch bút toán chi thôi. Nhưng mà chúng ta chi á nợ tài khoản 334 và có 11 á thì chúng ta mới ghi nhiêu? Khi có là 26455300. Đúng à, 26435300 đúng à. Vậy thì hai phần này nó chênh lệch này nó chính là gì? Hai cái phần này chênh lệch nó chính là còn cái phần bảo hiểm xã hội mình chưa định khoản đúng không? Vậy thì mình còn quốc toán nữa là nợ tài khoản là gì? 334 và có tài khoản là gì đây? Có tài khoản là 338 đúng không? 3383, 3382, 3384 vân vân đúng không ạ? Còn khúc này còn cục này nữa đúng không ạ? 1.010.100 nữa đúng không ạ? Vậy là bây giờ chúng ta đang định khoản chúng ta đang định khoản cái phần khấu trừ này đúng không ạ? Và phần khấu trừ bảo hiểm xã hội, nhưng mà do bảo hiểm xã hội y tế mình không phải là 338, mình dùng 336 thì mình hạch toán là 336, hiểu không ạ? Rồi tiếp theo là đây bảng cái tính ha, cái kết quả là dựa trên bảng tính này nè mấy đứa. Ok ha, dựa trên bảng tính này. Mấy đứa chịu khó cắt rồi dình lật ngược lại ha, để mình xem ha. Ví dụ đây người ta tính cho mình nè. Tính thu của người lao động là nhiêu nè. Rồi chích từ chi phí là nhiêu nè. Đúng không ạ? Rồi chúng ta làm tới đó đi ha, rồi chúng ta hãy làm tiếp nữa. Ok. Nếu nói dài quá là các bạn sẽ không nhớ.